Tuyết sẽ không cộng một pin chip không email FB Mạc Văn Trang 19/2/2018 tối qua mình được vợ chồng người bạn của con mời đi cùng con đến ăn mừng tân gia. Anh chị mới xây được cái dôm mặt sàn 100m2 hai tầng và tầng áp mái với 600m2, vườn có hơn chục bạn bè tới dự, trong đó có đến 6 anh và một chị là học sinh chuyên toán ở mấy lò Hà Nội quen thân nhau rồi cùng được đi du học tại Liên Xô, Ba Lan. Tiệp khắc vào giữa những năm 1980, rồi ở lại làm ăn, khá thành đạt. Tuy nhiên, họ coi như một thế hệ lỡ làng. Nói sơ như vậy để thấy cuộc tranh luận sắp diễn ra là giữa những người bạn, chân thành, cởi mở, thông minh, có học hành, từng trải câu chuyện bắt đầu khi ngồi vào bàn ăn. Anh S tự giới thiệu, vợ chồng anh ở Việt Nam, Tết này đi du ngoạn sang Bỉ, qua tiệp, thăm bạn bè, nơi anh từng du học. Nay sang ăn mừng nhà mới anh bạn học Trư Văn An ngày xưa anh. Bảo, ở nhà bận lắm, vì làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm bí thư đảng ủy của một trường đại học dân lập mình đang định hỏi chuyện. Về giáo dục, thì một anh bảo, cán bộ ở Việt Nam sang đây, không. Ai muốn nhắc đến mình là đảng viên, mà ông này khoe mình là bí thư của cái đảng cộng sản DCS thối nát ấy. Vậy là tửu nhập môn. Suốt cuộc nhậu, một mình anh S chấp cả hội, còn lại mình chỉ biết ngồi nghe, chẳng thể nói câu nào. Đêm về nằm nghĩ về cuộc tranh luận, thấy hay hay chép ra đây đọc cho vui. Ừ thì nó thối nát đấy, nhưng nó đang cầm quyền, tôi muốn tồn tại thì phải chấp nhận nó, dựa vào nó. Nhưng anh là trường dân lập chứ có phải quốc doanh của DCS đâu mà phải phụ thuộc nó. Các anh chả hiểu gì cả. Về đối nội, tôi là chủ tịch kiêm bí thư. Trước khi đưa ra chủ trương, tôi thông qua thường vụ đảng ủy, trong đó có 5 thằng, thì tôi nắm chắc 3 thằng quyết định của tôi đưa ra là quy đê của tập thể đu nhé. Các đảng viên phải quán triệt, chỉ đạo quần chúng thực hiện. Các anh có biết chuyện biểu quyết đa số Bác Hồ quê ở Thanh Hóa không? Nghệ thuật lãnh đạo tập thể là ở chỗ ấy. Còn đối ngoại, cái đất nước này, cái gì DCS không lãnh đạo, mình là cơ sở đảng vững mạnh, trên tin tưởng, còn thằng nào ở dưới, dám chọc ngoái vào nữa. Nhưng cái DCS ngày xưa nó còn dương cao ngọn cờ dân tộc, yêu nước, dân theo nó giành chính quyền, kháng chiến thành công, nó còn có lý tưởng. CS, dù là ảo vọng đi nữa, nay DCS đã thoái hóa, biến chất thành bọn tư bản, đỏ, đảng Mafia. Nó chỉ là DCS giả hiệu thôi, nó là Mafia hay DCS giả hiệu hay đảng gì đi nữa, nhưng nó đang lãnh đạo đất nước. Tôi muốn giữ cái nồi cơm của gia đình tôi thì phải lựa theo nó. Tôi chả thích gì nó, cũng chẳng ngu mà trung thành với nó muôn năm, nhưng hiện giờ tôi dựa vào nó để tôi tồn tại, để làm ăn yên ổn vậy thôi. À, trước kia tôi nghĩ là có 3 loại đảng viên, một là loại ngu tín, hai là loại vụ lợi, ba là loại hèn nhát, biết DCS thối nát nhưng không dám từ bỏ. Nay thêm loại nữa như ông S, thuộc loại đảng viên là để bảo vệ quyền lợi của mình. Như vậy có 4 loại, nhưng cái đảng này cũng sắp chết rồi. Còn lâu nhé, các bố ở ngoài cứ ảo tưởng nhà tôi 4 đời đảng viên, tôi lại đang ở trong đảng, tôi chả hiểu rõ hơn các ông à. Nhưng theo quy luật thì triều đại nào rồi cũng suy tàn, làm gì có chuyện DCS muôn năm. Liên Xô hùng cường và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, ai ngờ sụp đổ nhanh thế, các chế độ càng độc tài càng nhanh tự hủy diệt mình. DCS độc tài, toàn trị, sao thoát khỏi số phận như mấy tay độc tài châu Phi. Theo quy luật, chả có gì tồn tại vĩnh viễn. Trái đất này mà bất ngờ va vào một thiên thạch khổng lồ là tiêu ma. Triều đại nào cũng hưng thịnh rồi suy tàn, nhưng có triều đại phong kiến kéo dài hơn 200 năm, có triều đại ngắn ngủi. DCS rút được nhiều kinh nghiệm rồi, tinh khôn lắm, không dễ sụp được đâu. Nó cũng không ngu như bọn độc tài châu Phi, quá trắng trợn, tàn bạo. DCS viễn khôn lắm, nó thấy dân tỉnh căng, sẽ nới cho một tí, đang bị trói chặt, được cởi nới một tí thấy dễ chịu và hy vọng. Nhưng khi cần, nó lại siết vào,
nghĩa là nó biết thiên biến vạn hóa, chứ không ngu như bọn độc tài Gaddafi, Mubarak, Mugabe còn nói. Muôn năm là gieo lòng tin mơ hồ trong tâm lý người ta, chứ sao, muôn năm, được. Cũng như ngày xưa nói, Hoàng thượng vạn tuế, đó chỉ là cách tuyên truyền. Món này CS siêu lắm, CS chuyên tuyên truyền lừa đảo, dối trá, dùng mưu mô xảo quyệt, cả mưu hèn kế bẩn để tồn tại, không theo những tiêu chuẩn đúng đắn, anh nào, đảng nào làm chính trị mà chẳng thủ đoạn, lừa dối có điều dân Âu, Mỹ thì nó thật thà hơn, mức dối trá ít hơn, dân ta quen dối trá, DCS càng dối trá siêu hơn, trong cuộc cạnh tranh, DCS mưu mèo hơn, tinh khôn hơn, dám liều hơn thì nó thắng, cũng như cờ bạc, thằng nào không lừa bịp, đứa nào ngây thơ, khờ khạo thì thua, mất trắng, thằng nào lau cá hơn thì thắng đậm. Còn tiêu chí, tiêu chuẩn hay chuẩn mực gì gì thì cũng do anh đặt ra mà thôi, anh có tiêu chuẩn của anh, tôi có tiêu chí của tôi, anh bao tiêu chí của tôi sai, sao tôi vẫn tồn tại, còn anh thì đổ. Nhưng DCS hiện nay cầm quyền không do dân bầu cử, minh bạch, không đàng hoàng, anh bảo DCS không đàng hoàng là anh nghĩ vậy thôi, nó được ghi trong điều 4 hiến pháp đấy chứ. Quốc hội, hội đồng nhân dân đều có bầu cử công khai đàng hoàng đấy chứ, còn cách tổ chức bầu thế nào, đó là mẹo của DCS. Cút ơn đấy, nhờ ông ta từng là đảng viên DCS, là KGB nên mới vận dụng thông minh, bầu cử lần nào cũng trúng số phiếu cao, lần sắp tới chắc cũng thắng thôi. Nhưng ghi vào hiến pháp là áp đặt, bầu cử chỉ là hình thức, giả dối, không trung thực, thì tôi đã bảo DCS dùng mọi thủ đoạn, không từ thủ đoạn nào, cốt sao có lợi cho mình. Các anh khác không biết, dùng thủ đoạn là ngu, thua là phải thôi. Còn trung thực, xin lỗi, chả có thằng nào trung thực, thằng nào ngu đi kê khai hết tài sản của nó, vì đều bất minh. Những bài phát biểu, diễn văn nó đọc, đâu có phải nó nghĩ như vậy. Tôi cũng thế, khi phát biểu trước các đảng viên, cán bộ, tôi phải nói theo nghị quyết của DCS chứ, không thì tôi toi luôn. Nhưng khi tôi làm, thì tôi phải tính xem cái gì có lợi cho tôi mới làm chứ. Tôi hỏi các anh, có anh nào thấy cái việc có hại cho mình, mất nồi cơm của vợ con mình, mà cứ cắm cổ làm không? Cho nên, chẳng ai nói thật cả đâu, ai ngu thì cứ tin. Tài sản bất minh do tham nhũng cũng như bệnh dối trá đó là do DCS độc tài, toàn trị mà ra. Nếu có đa đảng cạnh tranh, tam quyền phân lập, quyền lực được kiểm soát, thì tham nhũng, dối trá sẽ được hạn chế tối đa. Tôi đồng ý đa đảng cạnh tranh, tam quyền phân lập, quyền lực được kiểm soát là tốt hơn độc tài. Nhưng bây giờ tôi đang là DCS độc quyền lãnh đạo, tôi ngu gì lại đi cho thằng đảng khác cạnh tranh. Thằng lãnh đạo nào chả thích độc quyền, chăm bây giờ cũng muốn được độc quyền lắm chứ. Nhưng vì thể chế của Mỹ nên nó chịu. Tôi hỏi, anh đang yêu một cô gái hay đang sở hữu một tài sản? Anh có muốn có thằng khác cạnh tranh vào không? Bản chất con người, anh nào cũng tham, cũng thích độc quyền, chẳng qua ở VN chưa có các đảng và phong trào đối lập nên DCS tự tung tự tác vậy thôi. Khi có các chính đảng, các tổ chức chính trị đối lập, họ tập hợp phong trào quần chúng đủ mạnh để cạnh tranh công bằng, minh bạch xem DCS còn độc quyền lãnh đạo được không. DCS VN nó thông minh lắm, dày dạn kinh nghiệm lắm, nó biết đa đảng cạnh tranh là nguy hiểm, nên ngay từ khi bắt đầu đổi mới, nó đã giải tán đảng Dân Chủ và đảng xã hội VN ngay. Còn sau này, cứ nhân vật nào có máu mặt, tỏ ý đa nguyên, Dân Chủ là nó vô hiệu hóa ngay, như Trần Xuân Bách, Trần Độ đấy, Võ Nguyên Giáp mấy chục năm cũng phải chịu hèn, nhẫn nhục, không thì nó cũng thịt. Còn bây giờ mấy anh nhãi nhép, lộ ra, nó bóp ngay từ trong trứng mấy anh phản biện, phế phán, chẳng qua nó để cho có vẻ Dân Chủ tí thôi, thích bóp lúc nào thì bóp, chứ đời nào nó để cho có lực lượng đối lập đủ mạnh để cạnh tranh. Các anh đừng có ảo tưởng, chả nhẽ 90 triệu dân cứ cam chịu cho mấy triệu đảng viên nó đẻ đầu cưỡi cổ mãi hay sao?
toàn dân vùng lên. Thì, dân vùng lên thì phải có người lãnh đạo, có ai đủ tin, cậy để dân theo. Bên ngoài đối lập không có, bên trong nội bộ, tuy nhiều phe phái đấu đá nhau, nhưng tất cả lại có chung lợi ích. Mất DCS, mất chế độ khác lên, nó truy tội lại thì chết cả. Lũ à, thế là nó lại phải bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ DCS chứ. Thế chẳng lẽ dân phải dùng súng à? Anh có súng, thì DCS có nhiều súng hơn, đông quân hơn. DCS lại có quan thầy trung cộc, lắm người, nhiều súng bảo hộ, không có chuyện đó đâu. Lãnh đạo VN, ai cũng biết rõ tàu, họ luôn cảnh giác. Nhưng người ta chọn bạn, chứ ai chọn được hàng xóm. Đối với tàu, xưa nay các triều đại phong kiến của ta, dẫu đánh thắng nó, rồi lại phải nhẫn nhục sang triều cống, thần phục. Nay mình cũng phải nhún nhường, đừng làm gì phật lòng ông hàng xóm. Bá quyền, nói như anh thì tàu cộng với DCS như kẻ hiếp dâm, nhưng không cho người ta kêu và tự đắc là không sợ trừng phạt. Anh không được phép dùng từ hiếp dâm như vậy. Anh ết, có vẻ nổi nóng. Mọi người lại giải tỏa căng thẳng bằng cách xoay xoa. Thôi thôi, chuyện tào lao cho vui thôi mà. Nào tiếp tục nâng ly. Mình thấy trên TV đang chiếu trận cầu lông giữa Đan Mạch và Na Uy, môn thể thao mình rất mê mà lại hiếm thấy ở châu Âu, nên rời bàn ăn ra xem TV. Các bạn vẫn tiếp tục ăn uống và câu chuyện sôi nổi trở lại. Khi bàn về vụ án Thăng Thanh rồi chuyện U23 chừng 11 giờ đêm mới tan tiệc. Lúc bắt tay ra về, mình bảo anh ế, lý sự, còn đảng, còn mình, của anh giỏi lắm, dù bất kể đó là đảng gì. Anh cười, bắt tay chặt và bảo, nhà cháu 4 đời đảng viên cơ mà, tuyết xe, không cộng một pin chip không email.